Công ty quản lý lên tiếng về Việt Nam Du Hieu nhập ngũ. Sinh năm 1994, ngôi sao bộ phim 25, 21 Nam Du Hieu sẽ nhập ngũ trong năm nay. Ngày 17 tháng 10, Sopoc Châu Dường đưa tin Nam tài tử Nam Du Hieu sẽ nhập ngũ vào tháng 12. Ngôi sao bộ phim 25, 21 hiện đang sắp xếp các lịch trình, quảng cáo, quay phim để chuẩn bị nhập ngũ. Anh dự định sẽ nhập ngũ với tư cách là một người linh tại ngũ. Trước thông tin này, công ty quản lý của Nam Du Hưu là Shop dự mừng cho biết theo đúng lịch nam diễn viên sẽ phải nhập ngũ vào tháng 12. Tuy nhiên ngày chính xác vẫn chưa được ấn định vì anh chưa nhận được thông báo chính thức. Nam Du Hưu sinh năm 1994 nên sẽ lên đường nhập ngũ vào năm nay. Hiện tại, Nam Du Hưu đang ghi hình cho bộ phim Vi Ti sẽ lên sóng nền tảng Disney và việc quay phim dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 11. Đầu năm nay, anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình ăn khách của Đài Tơ N25 ngày 21, Nam Du Hiu cũng sẽ sớm trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Remember vào ngày 26 tháng 10. Trong phim Nam Du Hiu vào vai In Kyu, một chàng trai trẻ ngây thơ ở độ tuổi 20, làm tài xế taxi cho Viu Du, Lee Sung Min, một ông già mắc chứng mất trí nhớ, mất cả gia đình. Ông ta tìm kiếm những người đã gây ra cái chết của gia đình ông 60 năm trước để trả thù. Trên hành trình đó, Yên bị buộc tội oan vì giết người và cuối cùng phải đồng hành cùng ông già để cố gắng ngăn chặn hành vi giết người của ông ta và chứng minh sự vô tội của chính mình. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của Nam Du Hiu sau cáo buộc bắt nạt học đường xuất hiện vào tháng 6-7. Và thời điểm đó, công ty quản lý của Nam là Submanit vừa mừng tuyên bố rằng đã tìm cách xác minh sự thật thông qua nhiều kênh khác nhau sau khi tin đồn được đưa ra và nhận thấy rằng những cáo buộc đó là không đúng sự thật công ty này cũng nói thêm rằng sẽ thực hiện các hành động pháp lý đối với những người tiếp tục tung tin đồn thất thiệt tuy nhiên cuộc chiến pháp lý liên quan đến tranh cãi bắt nạt học đường của anh vẫn chưa được giải quyết trong buổi họp báo trực tuyến giới thiệu bộ phim g member nam du hiu cũng né tránh đề cập đến vấn đề này theo sơ tóc châu dừng